nói 5 tháng nữa anh 60 tuổi. Thì 5 tháng nữa là anh về hưu. 60. Ừ, 60 là anh về hưu. Không phải, nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Nhưng mà em chính thức đính chính luôn là em thua 21 tuổi thôi. Mà báo cứ nói là thua 22 tuổi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con giáp, gần hai con giáp luôn. Ôm đầu em. Cái nói, thường quá à. Thường quá à. Trời ơi, em đứng hình. Em đứng hình luôn. Nói chuyện gì vậy trời? Trời ơi, trời. Em không biết luôn. Ông thầy mắc cỡ. Ông thầy mắc cỡ. Cái cảm xúc anh lúc đó làm sao? Tự dưng anh không quơ trong cái phim anh quơ cái đầu nhỏ vô rồi nói thương quá. Trời ơi, thương thì nói thương. Rồi thích ông, thích ông, nữa thích ông. Nhưng mà lúc đó anh sao anh thấy tự nhiên cái tim cái ông nói, cái cảm xúc nó thúc đẩy hành động chứ. Đúng không? Thì đúng không? Phân tích đi. Thì tâm lý nó phải có thì nó mới xuất hiện cái hành động là cái hành động mà em không mỏi, em không biết lý do tại sao cái hành động đó nó không phải là hành động của cái người mà gọi là người hay nhất rồi. Ừ, không phải giống như vậy ông cháu vậy đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái ghế này sao vậy trời? Trời ơi, đất ơi, nghĩ sao mà ông cháu đây vậy cô? Trời ơi, đau lắm. Em mời thầy. Té mày đau chân mày ngồi đó liền giùm cho chị đi. Nào hết luôn. Rồi chưa? Lâu quá nữa. Lâu quá mới té. Dạ, em mời thầy, em mời cô. Đó. Rồi, mời Huân. Anh chú rể đây là một người là Vân vô cùng là quen thuộc rồi. À, gặp nhau hoài rồi. Nhưng mà thực ra với cô dâu á, thì đây là lần đầu tiên Vân gặp. Thành ra là chúng ta vẫn có cái cảm xúc khi mà giới thiệu để cho nhau biết về nhau, như là Vân cũng sẽ biết và khán giả cũng sẽ biết. Công Ninh xin chào quý vị khán giả xem chương trình nha. Hôm nay Công Ninh với lại vợ Công Ninh là Tuyết Vân đến đây để tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son. Anh Ninh năm nay được bao nhiêu xuân xanh rồi? Năm nay chỉ còn 5 tháng nữa là Công Ninh tròn 60 tuổi. Wow. Ôi tại sao anh lại có thể trẻ như vậy? Tại vì nhìn anh em cứ tưởng là, tức là không phải tưởng, em biết là anh lớn tuổi hơn Quốc Thuận đó. Nhưng mà cái phong thái của anh trẻ hơn Thuận. Trời ơi trời, chị nói gì? Lạ luôn điều đó, chị nói gì? Thuận nó nói thầy, cái tự nhiên em có thấy em bị lấn cấn khó chịu á. Nó nghe nè cho em xí. Sao vậy? Anh nói 5 tháng nữa anh 60 tuổi? Thì 5 tháng nữa là anh về hưu. 60. Ừ, 60 là cho anh về hưu. Không phải, nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Cha bốc mẻ, bốc mẻ kìa. Vợ bốc mẻ chồng kìa. Thầy mới vô cái bốc liền luôn. Bốc liền luôn kìa. Hay quá. Đó là phần giới thiệu của thầy Ninh. Còn bây giờ là tới Tuyết Vân. Tuyết Vân. Tuyết Vân đến gặp Hồng Vân. Dạ, chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Tuyết Vân, nhưng mà em thích mọi người gọi em là Tinh Vân hơn. Tinh Vân. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Dạ em thích cái tên đó hơn. Em thích Tinh Trì chắc, không? Chắc vậy quá. Chắc nhờ thích Tinh Trì mà giờ muốn là Tinh Vân. Tinh Vân. Bản thân anh cũng không hiểu được tại sao cổ lấy cái nem là Quỳnh Tinh Vân ở trên Facebook. Rồi Tinh Vân nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 39 tuổi. 39 tuổi, như vậy là em thua chồng của em bao nhiêu tuổi nè? Dạ 21 tuổi. Dạ 21 tuổi. Đúng là em mất tuổi. Như vậy em chính thức đính chính luôn là em thua 21 tuổi thôi. Mà báo cứ nói là thua 22 tuổi. Gần hai con giáp luôn. Tiếp tục công việc và nghề nghiệp hiện tại thì cuộc sống như thế nào? Dạ xuất thân của em là diễn viên của trường sân khấu điện ảnh. Sau một thời gian thì em thấy cái công việc lồng tiếng phim nó phù hợp với người phụ nữ, cho gia đình hơn. Nên là em tập trung vô việc lồng tiếng phim. Dạ. Vân có thể cho Quốc Thuận và chương trình biết rằng là Vân và ông xã mình á là gặp nhau trong trường hợp nào? Và cái lần đầu tiên khi mà gặp tiếp nhau thì có một cái ấn tượng gì về nhau hay không? Dạ lần đầu tiên gặp thì chắc chắn là em đến trường sân khấu em học, nhưng mà anh ấy thì không có dạy em. Chỉ là đồng nghiệp của sư phụ em thôi. Dạ thì đương nhiên thầy rất là nổi tiếng thời điểm mà em vô trường rồi, nên là mọi người hay nói thầy, mà em nhìn sơn cái em nói trời sao nhìn thấy khổ khổ ta. Cái em mới nói cái thoáng trong đầu em nói là trời ơi người giỏi như vậy nhìn cũng ổn ổn như vậy sao thấy khổ khổ. Mình có một cái cảm xúc là hy vọng là anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh ấy sẽ có người chăm sóc. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nó thoáng qua trong đầu của một đứa sinh viên. Lúc đó là Vân bao nhiêu tuổi? Lúc đó là em 20 tuổi. 20 tuổi mà sao tâm lý tình cảm nó rất là sâu sắc vậy? Anh Ninh, anh còn nhớ cái lần đầu tiên mà anh để ý tới cái bé Vân này á là lúc nào không? Thật ra thì cái bữa đó là bữa tối sau khi diễn xong. Thì mấy cô này mới tới cái chỗ lúc đó anh với là Thanh Hoàng đang ngồi một cái bàn nhậu ngay đường Võ Văn Tần á. Thì hai cô này tới thăm và gặp bọn anh để mà nói chuyện. Thật ra lúc đó anh chả ấn tượng gì hết trơn á. Hai cô rất bình thường, tại vì anh thấy ở đây là những đứa học trò của trường, nó tới nó hỏi thăm thầy bà về công việc, về nghệ thuật, về cuộc sống này nọ.
Thì mình nghĩ là bình thường thì giao thiệp thôi, bình thường thôi. Thì sau đó thì tự nhiên mình về nhà mình thấy ngộ ngộ, cô mấy này cũng có cái gì đó mà tạo cho mình một cái sự nhớ nhung nhất định. Tức là sau đêm đó là anh về là anh tự chủ động anh tìm cách liên lạc với bé Vân. Tìm cách liên lạc rồi hai thầy trò mới nói chuyện với nhau. Tụi em tình cờ á, là lúc mà em tập ở sân khấu 5B á, thì là nhà em với nhà ảnh ở ngay Phú Nhuận mà cách nhau có 500m thôi. Cho nên là cùng đi về, cái thế là ảnh cái cùng đi về trên con đường đó là nó ủa thầy, cái nó ủa Vân. Cái là thế là thầy trò cứ là đi về là đi chung một con đường. Dạ. Đến khi nào thì Vân mới bắt đầu có một cái cảm xúc động với thầy Ninh? Em chỉ cảm thấy mở lòng với anh ấy là nhiều khi trong lúc ăn uống hay là nói chuyện với bạn bè em thấy anh ấy có sự vụng về nhất định á. Dạ. Ví dụ như là ăn món cuốn nhìn ảnh cuốn kinh lắm là em phải cuốn cho ảnh. Đúng rồi. Xong rồi nhiều cái cái người này tưởng nó rất là hoàn hảo nhưng mà thực ra cũng có những cái khuyết điểm. Thì cái điều đó làm em thấy tự tin hơn. Em không có còn bị rụt rè hay là sợ trước mặt ảnh nữa. Dạ. Em thì nghĩ xảy ra là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tụi em quen nhau năm 2008. Cũng 14 năm anh. Dạ, 14 năm. Nhưng mà phải có một cái cột mốc để gọi là chính thức quen nhau. Dạ đó, có. Thì lúc đó là trong cái dịp nào vậy Vâng? Trời, em nói ra hú hồn luôn á, ngay Halloween. Halloween. Kỷ niệm tình yêu của tụi em là ngay ngày Halloween luôn. Thì tụi em chỉ chính thức đi chơi rồi nắm tay nhau. Nhưng mà nó phải thay vì hai người đi chung trên con đường với hai chiếc xe. Thì bây giờ đổi lại thành là ảnh tới đón em để đi chung với bạn ảnh và ảnh đưa em về nhà. Đó là lần đầu tiên, ngày đầu tiên. Nhưng mà trước đó thì có đi ăn uống hay đi xem phim vậy không? Dạ nhiều. Đó, đây. Thời điểm đó là tụi em có thích một cái anh diễn viên người Mỹ. Tình cờ trong câu chuyện nói chuyện với nhau thì ảnh nói là ảnh thích cái anh diễn viên đó mà thật sự em cũng rất thích cái anh đó luôn. Rồi tụi em đi coi với nhau. Lúc đó là em chỉ nghĩ là mình đi coi với ông thầy vì ông thầy thích cái anh diễn viên đó mà mình cũng thích. Vô coi phim thì em rất là tập trung luôn. Tại vì cái phim đó mình chờ lâu lắm rồi. Đang coi với nửa phim cái quay qua ôm đầu em. Cái nói thương quá à. Thương quá à. Trời em đứng hình. Em đứng hình luôn. Nói chuyện gì vậy trời? Trời ơi trời. Em không biết luôn. Ông thầy mắc cỡ. Ông thầy mắc cỡ. Cái cảm xúc anh lúc đó làm sao? Tự dưng anh không quơ tập trung vô phim. Anh quơ cái đầu nhỏ vô là nói thương quá. Trời ơi thương thì nói thương. Thích ôm. Nhưng mà lúc đó anh sao anh thấy tự nhiên cái tim cái ông tim nó, của anh cái cảm xúc nó thúc đẩy hành động chứ. Đúng không? Thì đúng đó anh phân tích đi. Thì tâm lý nó phải có thì nó mới xuất hiện cái hành động là nhưng mà cái hành động đó em cũng tò mò, em không biết lý do tại sao cái hành động đó nó không phải là hành động của cái người mà gọi là người thầy dẫn ông đi thôi. Ừ, không phải giống như là ông cháu vậy đó. Trời ơi cái ghế này sao vậy trời. Trời ơi, đất ơi, nghĩ sao mà ông cháu đây vậy cô? Trời ơi. Thì em mới hỏi cái tâm trạng, tâm lý của anh là như vậy. Sau khi cái thương quá à, thì là anh kéo vô. Rồi anh làm sao nữa? Vậy thôi chị. Rồi mình nói câu đó thương quá à. Nhưng mà bên này anh ngắt ngang cảm xúc vậy luôn á. Đâu, còn mình lúc đó đâu dám hộ đồ ôm người ta hung đâu. Mặc mình dù muốn lắm thôi. Nhưng mà lúc mà thương quá à, thì có giữ nguyên không? Hay là ghì cái đầu ra? Em không nhớ, nói chung là em đứng hình đó, em không muốn làm đứng gì cho ông thầy ông tổn thương. Nó cứng ngắt rồi. Có nghĩa là mà không lẽ bây giờ coi phim mà cứ vậy hoài. Không, sao mà buông ra cũng phải vậy. Vậy xong cái tự nhiên nhìn thầy nè, nhìn thầy nè. Thương quá. Dạ không, em không nhìn gì lại liền. Đúng. Ông là người hay mắc cỡ lắm, thành ra là ông sẽ em không nhìn gì luôn, em chỉ nhìn trực tiếp vô cái màn hình thôi. Không dám nhìn tôi đâu. Không dám nhìn thầy luôn. Thầy sẽ không bao giờ nhớ nội dung cái bộ phim đó. Tôi cũng không biết cái phim gì luôn nè. Hôm nay mới coi phim với tôi không biết. Ủa, phim gì luôn. Nhưng mà sau đó là bắt đầu là cái tình cảm bắt đầu là nó lên đúng không? Dạ từ từ tình em quan sát ảnh. Em cũng quan sát ảnh xem như thế nào. Tại vì một cái khoảng cách tuổi nó quá lớn. Rồi em phát hiện ra tuy là nghiêm túc nhưng mà anh ấy khi mà đi chung với bạn bè thì rất là hài hước. Em thích một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thoải mái giữa con người với nhau. Đó thì em cũng từ từ lắng nghe cái cảm xúc của em. Tới khi mà quen nhau rồi á thì lại là không có lãng mạn nữa. Thì em mới hỏi, nhiều khi em tức quá em hỏi, ủa sao lúc mới quen thấy được lắm mà nó thì lúc cua phải vậy chứ. Không mà thiệt chứ bộ thường là vậy thôi. Bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn. Vấn đề sau hôn nhân đi. Sau hôn nhân. Vậy thì ảnh có tật xấu gì không? Thì cái ưu điểm của ảnh mà nó làm lớn lên thì nó thành cái khuyết điểm. Đó, thí dụ như con nít đó, theo quan điểm của em nuôi dạy thì nó có những cái tương đối thôi, mình không nên bao bọc quá. Mà ảnh thì ảnh bao bọc quá cho nên bây giờ nó có những cái hệ lụy xảy ra. Như con gái em bây giờ nó sợ độ cao, mà hồi nhỏ thì nó không hề sợ nghe chị. Nó mới vừa bò lên. Cà cà cà. Cứ từ con. Over.
bây giờ á chị biết không, tới nỗi mà nó lỡ nó chật chân nó té là nó không biết nó có đau hay không mà nó quay qua con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Hỏi sao vậy, con làm cho ba mẹ lo lắng. Ôi ơi. Mà cái người quá. Cái người mà cổ nhìn đầu tiên là anh. Tại cổ biết là anh rất là lo, cổ thành cái phản xạ không điều kiện cổ, đôi khi cổ làm cái điều gì đó cái cổ quay liếc nhìn nhìn mình coi mình có lo lắng có trách móc cổ hay không, tức cười. Vậy đó. Rồi. Thế vậy em làm TikTok từ cái lúc mà con em mới sanh đáng yêu lắm luôn. Rồi vậy dạ. Là cả nghĩ hay lo hay lo dạ, toan. Chứ là hay lo tưởng tượng viễn vông nữa. Bắt đầu hay tưởng tượng viễn vông nữa. Có đúng những rồi. Chuyện nó chưa có xảy ra mà em không nghĩ là nó có cơ hội xảy ra đâu nhưng mà vẫn chặn trước, mà cái điều đó làm cho ảnh rất là hao tốn chất xám tinh thần sức khỏe này kia. Nó cũng gây cho em một cái sự ảnh hưởng nhất định. Là tại vì trong nhà có ba người mà ảnh căng thẳng, tụi em đâu có thể nào mà không căng thẳng theo được. Nó bị ảnh hưởng tâm lý. Anh bị cảm nhận quá rồi. Còn sao nữa Vân? Rồi. Còn, sao nữa Vân? Còn cái tật xấu cái tật gì nữa không? Dạ. Thầy chắc chắn là thầy nhớ dai lắm đúng không? Hay không, là... ảnh cũng hay quên lắm đó. Đây. Ngày sinh nhật của em không nhớ, số điện thoại em cũng không nhớ. Em định trách rồi mà em suy nghĩ lại, thật ra sinh nhật ảnh cũng có nhớ đâu. Hay quên. Dạ đúng rồi, mấy cái chuyện đó là anh không có để trong đầu. Mình cần nhớ cái gì nhớ thôi, chứ mấy cái này thì mình có thể mình truy cập trên điện thoại được mà, đâu cần phải để. Nhưng mà đâu có nhớ cái ngày đó rồi mà truy cập. Có nghĩa là cái quan niệm của anh cũng phải nhớ. Ví dụ như là vợ mình nó sinh tháng 5 chẳng hạn thì nhớ nha, tháng 5 nè. Coi nhớ ngày nào nhớ nó. Mà sinh nhật em dễ nhớ lắm luôn á, sao ảnh quên. Giờ không nhớ sinh tháng mấy luôn rồi lấy gì truy cập. Dễ nhớ lắm, sao ảnh quên. Thực ra ông không để tâm á. Dạ thì có nghĩa là chuyện nào ảnh cần để tâm thì anh sẽ nhớ. Chuyện nào cần thì mới để. Đó là vô tâm đó. Dạ không để tâm có nghĩa là vô tâm đó. Là hai tật xấu rồi nha. Còn gì nữa? Bữa nay là banh chành luôn. Banh chành luôn. Em nghĩ là có những cái mâu thuẫn tụi em nó xảy ra khi mà cái sự lớn lên của em và anh nó khác nhau. Ảnh lớn lên trong một cái thời điểm nó khác em. Cho nên cái những cái suy nghĩ của anh em không có hiểu được. Mà những cái suy nghĩ của em thì ảnh cảm thấy nó bị ngốc nghếch hay nó bị ngờ ngợt hay là nó bị nông cạn quá. Nhân đây thì mình cũng hỏi luôn nha, được biết là thầy có một thời gian thầy gặp một cái biến cố về sức khỏe. Dạ. Yeah. Nhân đây thì Vân có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cái lúc đó được không? Vụ gì? Trời bình thường cái trời có gì đâu. Không, lúc đó thì đúng là anh rất là căng thẳng. Tại gia đình mình nó mới nhen nhúm hình thành. Vợ thì còn quá trẻ, con thì mới sinh ra. Mà mình lại mang một cái trọng bệnh nữa. Lúc đó là gần như là tôi bị viêm phổi rất là nặng luôn. Thì mình nghĩ rằng là có thể mình chết á. Anh cũng làm phiền vợ anh và con anh trong khoảnh. Vì lúc đó anh cần vợ anh tập trung lo cho cái cuộc sống của con anh mới sinh ra. Thành ra anh muốn toàn bộ cái tâm trí và sức lực của Vân là dồn chăm sóc cho con anh tách ra. Anh tách ra ở một cái không gian riêng và anh tự anh lo cái cuộc sống của anh và tự chữa bệnh luôn. Anh chỉ nhờ bạn bè rồi những người thân mà anh cảm thấy là họ có thể giúp đỡ được mình lúc đó. Và coi như tự thân vận động hoàn toàn trong gần một năm trời để anh hồi phục sức khỏe. Tất nhiên là để mà sau khi hoàn thành bình phục rồi anh cảm ơn những người đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian, những người thân, gia đình anh á và những người bác sĩ mà rất là yêu thương anh và giúp đỡ anh để chữa trị cho anh. Anh gần như anh thoát chết, đi từ cửa tử trở về cuộc sống. Yeah. Thời điểm đó cho nên là cô ấy khi nhắc tới cái chuyện này cô ấy khóc là cũng hợp lý. Thật ra em đến với ảnh á, cái động lực của em rất là lớn mà em muốn chăm sóc cho ảnh. Nhưng mà tới khi ảnh bệnh á thì lại là em rơi vào cái hoàn cảnh là em phải dưỡng đứa con. Mà ảnh em biết đứa con là cái gọi là cuộc sống của ảnh luôn rồi. Em cũng không có lơ là gì được. Mà em nghĩ viêm phổi chữa gì cho nó hết thôi, nhưng mà em lại không biết là ảnh rất là vật vả trong cái thời gian đó. Nhưng mà sau khi cái chuyện này xong rồi thì em lại phải nghĩ một cái hướng khác là như vậy nè. Biết đâu á, nhờ em tách ra như vậy á, thì ảnh có cái động lực để mà ảnh phải tồn tại. Tại vì vậy nè, khi người ta bệnh á, bác sĩ nói thuốc chỉ là gọi là 40% thôi. Còn 60% là ý chí, cái động lực để cho ảnh bắt buộc ảnh phải sống, bắt buộc ảnh phải khỏe. Lúc đó tôi đâu có nói tình trạng tôi nó nguy hiểm như thế nào đâu. Tôi phải diễn, mà tôi là nghề diễn mà. Tôi diễn nhưng không có chuyện gì, rất là nhẹ nhàng rồi. Em ở bên lo đi, anh tự lo được. Với lại anh còn gia đình bên mẹ anh giúp anh không sao đâu. Vấn đề là bây giờ lo cho con cái đã. Anh diễn nhưng còn như là anh bị rất là nhẹ thôi. Cổ tin điều đó, đơn giản vậy thôi. Và như nhưng mà sau khi bị chữa trị bệnh xong rồi anh bắt đầu mới nói cho cổ sự thật là như thế như em thế. Em chưa biết cái điều đó, khi mà anh được phỏng vấn rồi anh nói thì em mới biết thôi. Thì đó, em nghĩ như vậy là em sẽ bớt áy náy đi. Nhưng mà anh... Gì? Ông còn cái gì xấu nữa không vậy? Trời ơi, mỗi nữa. Nữa đi. Quay trở lại đó. Mà trước đi khi đi tôi đã dặn rồi đó, cẩn không thận có. Nha. Hay không đẹp như vậy. Hai cái người này ghê lắm. Không được, lên đây là đến cái phần này là nói là phải nói cho tận cùng luôn. Rồi có ghen không? Hỏi thiệt. Nhưng mà chắc không đâu. Có ghen.
những người như vậy là những người sẽ rất là ghen suy diễn. Dạ đúng rồi. Cái sự ghen của anh nó xuất phát từ cái việc là giống như là em nghĩ là anh cũng muốn bảo vệ gia đình là chính thôi. Anh không muốn, tại vì nếu mà xảy ra cái sự việc gì đó ngoài ý muốn thì chắc chắn là nó sẽ tan rã với cái lòng tự tôn của anh. Anh hay lo xa như vậy đó, mặc dù nhiều khi anh cũng chẳng có nghĩ là chuyện đó xảy ra 100% đâu, nhưng mà anh thấy gọi là anh lường trước đó. Dạ đúng rồi, anh là lường trước đó. Em giống như trên trời rơi xuống vậy đó, anh nói cái chuyện mà nó không liên quan với nhau luôn á, mà anh ghép vô được. Có khi nào anh nghĩ là tại vì anh lớn tuổi hơn Vân nhiều á, rồi đúng. Anh sợ là mai mốt cái mình lớn tuổi quá rồi cái nó gặp mấy đứa mà có thể là mình đã mất đi cái sự hấp dẫn rồi đối với người phụ nữ đó rồi, thành ra mình chỉ sợ. Nhưng mà anh đâu có biết là phụ nữ người ta là bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi không? Đúng rồi. Anh không biết chuyện đó hả? Được. Em cứ nói ảnh là style của em rồi, là gu của em rồi. Đúng là, rồi. Là không có cần lo lắng gì hết. Người ta đã chọn từ đâu rồi. Dạ. Thôi giờ sẵn đây á, anh kể đi lý do gì mà tại sao anh có suy nghĩ vậy? Thì anh nghĩ là chắc có lẽ là cái ứng xử trong cái xã hội, trong cái quan hệ bạn bè của rất là thoải mái. Vô tư quá đúng không? Yeah. Nhiều khi mình ủa sao tự nhiên người phụ nữ là có thể thoải mái vậy ta? Kiểu như vậy thì bắt đầu mình có một sự lấn cấn thì thôi. Rồi sau đó thì mình hiểu là không phải. Rồi vô tư đó, vô tư đó. Tại nó nít mà anh. Thì đó vấn đề là nó lớn mà. Tụi nó hai thế hệ mà nó sống với nhau trong một gia đình, trong cái hôn nhân đó, nó có những cái lấn cấn mình không thể nào giải tỏa được. Hiểu không? Nó vì hai cái suy nghĩ nó gần như nó không có đồng nhất. Trong cái này là mình nói để mình kinh nghiệm trong cái quan hệ gia đình. Cái nhiều lúc mình đi làm về mệt, không biết là tại vì do anh hay là do em. Có thể là anh có nghĩ hai lý do. Là anh đi làm về thì ví dụ như anh cần một bữa cơm. Anh cần một phần ăn trên cái bàn, vì em sẽ đem ăn lên cho anh để anh ăn. Thì bây giờ hiện giờ thì anh có cảm giác là anh không thể nào có cái chi tiết đó khi anh đi làm về. Và anh phải tự đi ăn ở ngoài trước khi anh về nhà. Thì chắc có lẽ là không phải là lỗi Vân đâu. Anh nghĩ là chắc là lỗi anh. Tại vì có những lúc mà Vân có chủ động chuẩn bị cho anh những cái phần ăn đó thì anh lại lo ăn trước rồi. Thì Vân cảm giác là nó xuất phát như vậy nè. Tại vì muốn chuẩn bị bữa ăn cho ảnh thì em phải hỏi là chừng nào ảnh về, hoặc là ảnh có về hay không để em biết được em chuẩn bị. Nhưng mà nhiều khi nhắn như vậy á là không có trả lời. Lý do là nhiều khi nó xuất phát từ cái sự mà ảnh hay suy nghĩ viển vông á. Khi đi quay xa đi, nói là thứ tư về nhưng mà thật ra thứ ba đã về rồi. Thường là như vậy. Hoặc là nói là tối anh về nhưng mà thật ra trưa đã về rồi. Anh đã chuẩn bị không kịp đúng không? Dạ đúng rồi, có nghĩa là ảnh hay rơi vào cái trạng thái là cứ nói với em xa xa vậy đó, nhưng mà thật ra là về sớm hơn. Nên làm phim thì Vân với Quốc Thuận biết rồi, đâu có đúng chính xác đâu. Dịch là như vậy, nhiều khi quay sớm hoặc quay muộn chuyện bình thường. Nhưng mà đôi khi em nghĩ cái lý do sâu xa nó lại là cái chuyện khác. Anh nghĩ nữa. Là nhiều khi anh không muốn làm phiền cổ. Dạ anh mong muốn cổ thay đổi cái gì? Mong muốn cổ phải tinh tế hơn. Dạ. Hỗ trợ cùng anh để mà quán xuyến cái gia đình mình. Nhiều khi cổ vô tư quá anh phải lo hết trơn. Đó, anh chỉ muốn điều đó thôi, lấy bớt cái lo xa của ổng. Em mong muốn ảnh sao, mong muốn anh thay đổi như thế nào? Em cũng coi phim nhiều, em bị ảnh hưởng là thường thường người ta chia tay nhau vì hiểu lầm, cho nên anh nên thoáng cái suy nghĩ anh ra để khỏe cho ảnh thôi, chứ cũng không phải là cái gì ghê gớm đó nha em lắm. Em cần là cái cảm giác là chồng mình tôn trọng mình. Nhưng mà nhiều khi ảnh thấy em còn nhỏ hay sao á, ảnh cái cư xử em giống như là học trò lắm nha. Chắc có lẽ là anh cũng nên bắt đầu từ bữa hôm nay là anh sẽ cho em tự quyết định những cái gì đó trong cái quán xuyến, trong công việc gia đình, trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Tại sao chương trình này làm như nó có duyên hay sao á? Tinh Vân bây giờ nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nữa. Nó là một sự tinh tế. Và chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe. Và Vân cũng vậy, sẽ luôn là một người phụ nữ. Không phải là mãi mãi 25 mà sẽ là một cô Tuyết Vân. Nó phải lớn hơn ở tuổi 39. Em cảm ơn thầy, cảm ơn Vân. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi, hay quá. Ủa gì ba mẹ là người ba là người gốc Đức nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính.
cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Quyên, em 35 tuổi, em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ 8 năm hơn. Như vậy đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Quyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Quyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Quyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Quyên, em mới biết Quyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thế còn Quyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy, thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào, thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó, thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em, thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy ủa ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời lúc đó em muốn giật cái hạt lại ra luôn mà hết đường ra hụt hẳn hụt hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Quyên gặp nhau mấy lần, nhưng mà Quyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Quyên có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, em ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì. Dạ. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50 ngàn, nó giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Quyên, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Quyên đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Quyên chuộc lỗi với em rồi.
một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi, chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài ông không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á là em không trang điểm gì hết, em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó, rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn anh, nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em, xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Thì lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao, thấy hết hồn không? Muốn đi luôn mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất á anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì anh cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu một năm rưỡi tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau, thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em, mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc lên thấy lá thư thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quất. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 á, là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng, và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ổng quỳ sụp xuống, cái ổng cầu hôn với em, mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ổng hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho có bây giờ. Trời ơi mà. Cái đó là bực nói thiệt nhiều. Đúng không? Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng mà em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ trời, chị ơi bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt, giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng bươn. Dạ có nhiều lắm, nhiều. Trời ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à.
Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống cái để cái vòng tròn nghỉ đất cái còn đi ra bước ra à. Và cái bước ra cái đi luôn. Dạ, xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi à. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi đi nhậu mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em. Xong em thấy tội tội thì em tha. Thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyền có tật xấu gì không? Dạ, anh có thời gian không? Bởi vì Quyền có nhiều tật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em vì, nói đó. Vì Quyền mê ngủ. Ừ, mê ngủ. Luôn luôn ngủ trễ. Ừ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyền. À. Và đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyền, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Và rồi còn gì nữa, mê ngủ. À. Khi Quyền giận, nhìn rất đáng sợ. Giống một người giống như con lion, giống như con lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng. Ừ. Không nói gì, nếu nói Win không nghe, không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng, điện thoại một lần. Một lần điện thoại, có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Chưa. Và nữa là bàn chân Win bị nứt nẻ. Giống dạ. Nhảy nhắm. Dễ nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám vui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Win. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Win tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Sức khỏe. Rồi còn Win, Win muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thật ra với vợ chồng của Win với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn tụi em. Chào anh chị. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên An, Trịnh Hoàng An. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính. Em năm nay 31 tuổi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh? Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi ông, đoán cái đi ông Bin. Hay à, đi đâu một nè? Ngày đẹp trời đó là ân ổng đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàng đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đôi bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàng. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy một hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Thế đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Rồi xong. Tây Ninh Gò Vấp sao? Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai đứa gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán.
là em hay đi công trình xa, em hay quyết quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ, lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mưa xuống nhà sếp chơi, sếp là dì, dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì, gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm, mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Dạ, và bắt lộn. Thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, thu thập phiếu thu phiếu chi đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Ừ. Nhưng mà nè, em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chút à, nghĩa là ấn tượng cũng được. Dạ. Ghiền cái hiếp mắt. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quá à. Tại vì tóc ảnh dài gì là mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá à. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài dì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa, nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có suối hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không phải. Tưởng luôn rồi. Dạ, tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu đúng có vậy. Đâu mà đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ đầu rồi. Cửa vô ngủ tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm đó. Em chắc là ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không, tụi em không có chuyện gì xảy ra. Không, anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì chứ cảm động chứ. Dạ, đúng rồi, cảm động đúng không? Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, em đó. Thấy em tội, xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra. Là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là nhưng mà anh cũng có lén phén một chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Đúng rồi. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết. Nhắn tin qua lại rồi từ 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 quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi. Lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Tầm hai tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Dạ. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy hả? Dạ đúng rồi, đi về về, lúc từ lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vẫn êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở cái trọ mới trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định. Tại vì mới lên Sài Gòn thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy. Mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ. Nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ông khuyên nhủ mà thấy ông buồn quá, ông tội nghiệp, nên là không có bỏ ông được. Nên là ở trên này ráng trụ, xong rồi nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với. Thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi.
Ổn rồi phải không? Rồi dạ. Lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Ừ. Ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Ừ. Đó. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần một năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là ngừng. Không có làm được. Ngừng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Ừ vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó. Tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể nhiều ra không có em? Tật xấu gì đâu nhiều kể không? Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Chỉ có cái là ăn uống làm biếng thôi. Làm biếng lười ăn. Lười ăn với lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa không thêm. Ăn cơm. Trời phải mà tôi được cái bệnh lười ăn như nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn vậy? Không được, trời tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô ăn liền luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị siêng ăn không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn không chịu nấu ăn. Yeah. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Nhưng mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Thì cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ không? Là ghen. Trước giờ thì chưa thấy. Nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có ạ, tôi ghen ạ. Tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọc ổng, chọc lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hôm đó Ân quen cái nhỏ kia ngon lắm. Được lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em cảm thấy buồn trong lòng rồi. Qua đột. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Đúng thời điểm. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nói làm cười á. Là ghen có gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài, anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là bỏ, coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản trí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó. Nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng, lấy vàng giùm em. Không nhớ chỗ nào hết. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Nó gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng không có quên luôn, hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò giùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chị có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm. Đúng sao không được người ơi? Cứ vô không tư đi. Không suy nghĩ, không lo. Ừ, thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được, nó vàng tất ở đâu mà còn quên. Nhớ một ngày sinh nhật thôi. Nhớ mà ngày sinh nhật tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tặng quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chi tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Quất thực tế, ok, được. Vậy giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ ăn cứ tối không chịu ăn cơm. Là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây, ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biếng ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng tới lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biếng ăn. Biếng ăn hả? Chứ lại phải có một mình. Lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biếng ăn được như bé này thiệt. Bắt biếng. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn. Tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm. Nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. Nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Không mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán giác, mà cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền vậy? Rồi sao?
tụt mút luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Anh thì chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ. Mẹ ơi, tại vì là con không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được, tại vì tánh em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó, không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời thì... Tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm, nên là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ồ, yên tâm rồi, đi. Rồi, thôi là năm nay là có con rồi. Nghe, nghe. Cảm ơn em rất nhiều.